Video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái định dạng quảng cáo Messenger Facebook. Thì đây là một cái định dạng rất là thú vị nếu như mà chúng ta biết ứng dụng triệt để. Nó có thể ứng dụng cho mọi người trong cái việc mà tìm kiếm khách hàng mới cũng như là chăm sóc khách hàng cũ. Bởi vì là khi mà quảng cáo Messenger thì khách hàng họ kích vào một cái thì mình có thể nói chuyện ngay lập tức ở đó. Chứ còn nếu mọi người khi mà để mà họ bình luận thì cũng hơi khó, nên là nó cũng có đặc tính này. Họ đôi khi họ chat nhưng họ chưa thực sự, nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Thì đặc biệt là cái hình thức mà mọi người thấy cái quảng cáo ở trong hộp thư á, đây này, thế là nó nằm ở trên cái ứng dụng Messenger á. Thì cái hình thức này hiện tại trong cái thời điểm mình làm thì nó vẫn ổn, bởi vì sao? Khi mà chúng ta lướt quảng cáo trên newsfeed á thì chúng ta đang rất là lơ đãng, còn nếu như mà chúng ta nhìn ở trong Messenger thì khách hàng họ chú ý hơn. Và vì cái đặc thù là quảng cáo Messenger nên mọi người phải lưu ý là cái hình ảnh nội dung thì chúng ta đừng có viết quá nhiều ở trong này, bởi vì nó nhiều người ta cũng không có đọc được. Mục đích thì hãy làm sao để họ tò mò nhất, làm sao để họ hấp dẫn nhất, để họ kích vào, sau đó chúng ta hãy sao ra hết những cái gì mà chúng ta có sau. Nên chúng ta viết nhiều hay làm nhiều nội dung ở ảnh nên rất là khó. Hoặc là làm quảng cáo thương hiệu thì trong này cũng được. Ok. Vậy thì làm sao để chúng ta, ở đây là quảng cáo trang chủ thì nó sẽ có dạng thế này mọi người nhé, có nút gửi tin nhắn ở đây cho chúng ta nhé, và khi kích vào thì nó sẽ ra một cái tin mà mình đã đặt trước đấy, tức là mình đã có cái kế hoạch gửi cái gì. Ví dụ khi mà kích vào cái tin này chẳng hạn thì nó sẽ gửi ra một cái video chẳng hạn, hoặc là ảnh, hoặc là text chẳng hạn, thì hoàn toàn đều làm được và chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng ngay. Rồi, ok, vậy thì chúng ta sẽ thiết lập cái quảng cáo Messenger này như thế nào? Thì đầu tiên là mọi người vào một cái tài khoản quảng cáo của mình nhé. Ở đây mình vào một cái tài khoản quảng cáo. Chúng ta chọn tạo chiến dịch này. Chúng ta ở tab chiến dịch này. Chúng ta tạo chiến dịch này. Và chúng ta chọn hình thức là tin nhắn. Đó, rồi. Và chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ như là fanpage Hồ Ngọc Cương chẳng hạn. Tin nhắn, ví dụ đi, mình nói là tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ đi, khuyến mãi chẳng hạn. Ok rồi, ở đây thì mọi người phải lưu ý chỗ này nhá, chúng ta có này quảng cáo Messenger này đấy, thì chúng ta sẽ có này nhấp để mở, tức là chúng nó sẽ hiện cái nút là gửi tin nhắn ấy, ở ngoài ấy, để dành cho quảng cáo những khách hàng mới, tương tự giống như cái này, đây là nhấp để mở này đấy. Thì khi mà nhấp rồi thì nội dung như thế nào chúng ta sẽ cài đặt. Hình thức thứ hai là tin nhắn được tài trợ. Tài trợ chúng ta nhìn nhỏ nhỏ ở đây này, tức là nhắn tin tới những người đã có cái cuộc trò chuyện hiện tại, tức là mọi người có thể quảng cáo cho khách hàng cũ chẳng hạn. Và lưu ý nhé, thì đây là dành cho những người có khách hàng cũ á, đã có khách hàng rồi, thì chúng ta mới dùng cái chức năng này được, thì nó cũng rất là tốt, tức là nó nhắn tin. Ngoài ra thì hiện tại trên thị trường thì nó cũng rất là nhiều cái phần mềm để có thể dùng fanpage để nhắn tin lại cho khách hàng, thì cái đó thì tôi sẽ cập nhật trong cái group hỗ trợ học viên để cho mọi người sử dụng được. Cái phần mềm thì có loại có phí và có loại là nó không tính phí. Rồi ví dụ chúng ta muốn nhắn tin khách hàng cũ chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn cái fanpage chẳng hạn, ví dụ vậy đi. Đây chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ ước tính quy mô, nhưng mà cái người này thì nó quá quá ít. Chúng ta thử một cái nó dài hơn đúng không? Đây. Đây cũng ít luôn. Mình coi thử. Vì nếu mà ít quá thì nó không không có người để nó nhắn. Rồi. Ok. Còn cách thứ hai là chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ có cái này này. Nhấp để mở.
Tức là khi khách hàng nhấp vào á thì nó mới mở mở cái tin nhắn. Cái này thì chúng ta không nói rồi, mặc định rồi. Chúng ta quảng cáo độ tuổi nào, chúng ta chọn cái đấy thì chúng ta không phải nói lại phần này nữa. Ok. Chọn vị trí này, chúng ta có muốn quảng cáo ở trong Messenger không? Trong in ra không? Đây, cái này nó hiển thị hộp thư mọi người này, mọi người nhìn đây nó hiển thị demo hộp thư này. Ở ngoài này, cả hai. Rồi. Ví dụ vậy đi. Đấy thì chúng ta sẽ thấy này. Chúng ta muốn quảng cáo như thế nào? Đây là chọn trang nhé. Rồi chúng ta muốn quảng cáo thế nào? Ví dụ quảng cáo quay vòng này. Như cái quảng cáo mà cái thằng Go Việt này chẳng hạn là nó định dạng quảng cáo quay vòng. Tức là chúng ta có nhiều ảnh. Thì cái này rất là hợp cho quảng cáo Messenger. Và mỗi cái ảnh này chúng ta có thể là một sản phẩm hoặc là một sản phẩm nhưng mà chúng ta mô tả nó rõ hơn. Đó, ở đây thì nó có cái tiêu đề nữa. Thì đây là hình thức quay vòng này. Thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều ảnh. Đấy, ví dụ bây giờ mình thử lên cho mọi người thấy nhé. Đây là ảnh 1, ảnh 2 chẳng hạn. Đây mình ví dụ vậy. Đấy. Vậy cái thay vì kết nối chẳng hạn là mình có thể nói luôn tìm hiểu chẳng hạn. Sản phẩm. Mô tả là công bích. Ví dụ vậy. Đây chúng ta sẽ thấy nó sẽ như thế này này. Và khi mà chúng ta chạy quảng cáo ở đây mình thêm một ảnh nữa cho mọi người dễ hình dung nhé. Đây, chúng ta lấy đại ảnh này nhỏ quá. Và mình lấy đại ảnh này đây vì là giờ tải lên một cái thì nó hơi lâu. Ok. Đấy, thì chúng ta thấy ở trên đây là trên thiết bị di động này và ở trong Messenger này, đây là ở trên Messenger mọi người này. Đấy thì nó sẽ hiển thị như vậy. Đó, trên bảng tin máy tính này nó hiển thị như vậy. Đó là cái hình ảnh quay vòng và quay vòng thì mọi người nhớ làm ảnh vuông nhé. Ở đây mình lấy đại cái ảnh nên nó không có đúng lắm. Rồi, thì hoặc là một ảnh đấy hoặc là một video. Tức là trường hợp này là chúng ta không ở đây chúng ta không đăng cái bài lên trang trước á. Còn chúng ta cũng có thể đăng cái bài lên trang trước để chạy cũng được. Không có sao hết. Thì nó là một cái dạng khác, tức là nếu mà mọi người muốn đăng bài lên trang á, sau đó mọi người chạy á thì chúng ta có thể sử dụng khi mà mọi người đăng bài trên Facebook á thì mọi người sử dụng cái chức năng này. Nếu mà chúng ta muốn có nút gửi tin nhắn thì cái này Facebook nó cập nhật. Ví dụ một cái trang của mình như thế này chẳng hạn đi. Đúng không? Chúng ta sẽ chọn hình ảnh này. Chọn một cái đi, mình ví dụ đi. Ok men, ok. Chúng ta sẽ ấn vào đây này. Chọn nhận tin nhắn này. Đấy. Thì nó sẽ lên cái nút tin nhắn ở ngoài màn hình và chúng ta có thể quảng cáo cái bài đó để chia sẻ. Ấn chia sẻ ngay thì nó sẽ lên cái bài có cái nút là hãy quảng cáo tin nhắn cho tôi đi. Đó là cái dạng bài mà chúng ta sẽ lên trên fanpage trước. Còn cái dạng bài mà mình đang nói ở đây là cái dạng mà chúng ta có thể soạn ở trên trình quản lý quảng cáo luôn. Đấy, rồi, tôi ví dụ là một một ảnh đi, để dễ làm. Nhá. Tôi ví dụ hình này đi. Đấy, thì đây là cái khách hàng thấy tiêu đề này. Đây là nội dung quảng cáo này. Nếu như mọi người có ý định làm quảng cáo ở ngay chỗ này nhá, ở cái Messenger này thì chúng ta viết ít thôi, bởi vì viết ở đây khách hàng có thấy tầm có ít dòng thôi à. Vài dòng thôi. Đấy, thì khách hàng có thể thấy ở đây. Vì nếu chúng ta viết nhiều họ không đọc ở đây nó rất là ít khi mà chúng ta hiển thị ở quảng cáo Messenger á, nó như cái hình thức này mọi người này. Đây nó viết được có một dòng này như cái này do nó thêm biểu tượng nên nó lên có một dòng thôi, rất là ít. Nên là nếu như mọi người xác định quảng cáo thì chúng ta hãy làm cái nội dung này riêng nhé. Chúng ta đừng có nên chạy làm thiết kế vị trí ở giữa sau đó chúng ta chạy hết cho tất cả như thế này thì nó không 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 có nên. Đó, và chúng ta sẽ làm như vậy. Đấy.
Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy này, bây giờ thì hệ thống nó sẽ cho mọi người là khi mà khách hàng nhấn vào cái nút mà gửi tin nhắn ấy, thì hành động gì sẽ được thực hiện tiếp theo. Ví dụ ở đây nó mặc định này, là khi mà ai đó nhấn vào cái gửi tin nhắn này, đúng không, thì nó sẽ ra này, chào Cương đây. Đấy thì là để mà sửa cái này á, được chưa, thì chúng ta sẽ làm như sau đây. Đấy. Cần tư vấn không ạ? Tức ở đây là mình soạn sẵn câu hỏi cho khách hàng ấy, để họ giúp họ mua hàng với mình được nhanh hơn ấy. Đấy. Thì đây là những cái câu soạn sẵn. Đấy, mình ví dụ nhé. Đây, mình sẽ coi, mọi người sẽ coi nhé. Đây là mình đang sử dụng Facebook để gửi cái tin nhắn giả vờ như là mình là một khách hàng ấy. Hệ thống nó cho mọi người test này. Đấy, chào Cương, bạn cho chúng tôi biết giúp gì cho bạn ạ, cần tư vấn không. Đấy, nên là nó cho được ba cái ý này và chúng ta sẽ sửa lại. Và cái chỗ chào Cương này thì chúng ta sẽ chào được theo tên nhé. Đấy, tùy chỉnh câu trả lời này, tên của người đó, họ người đó này, tên đầy đủ này. Đấy, chẳng hạn ví dụ mình bây giờ mình chào đầy đủ, chào tên khách hàng đầy đủ, mình phải chọn chào là tên đầy đủ giúp bạn, đúng không. Ví dụ như là sản phẩm gì chúng ta viết đấy, ở đây thì nó viết chung chung bởi vì là nó demo cho chúng ta mà. Bạn đang quan tâm chẳng hạn, phẩm mình ví dụ vậy nhé. Đó là cái cách chúng ta làm thứ nhất, tức là cái câu trả lời mặc định của Facebook. Còn nếu mà chúng ta làm cái cách nó cao hơn nữa thì chúng ta bắt đầu ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái khác. Giờ chúng ta lưu thay đổi nhá. Thì đó là cái cơ bản nhất. Còn nếu chúng ta làm tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ có cái mẫu tùy chỉnh. Đây. Đấy. Chúng ta sẽ có mẫu tùy chỉnh này. Thì ví dụ mình có thể tạo mới hoặc là sao chép này. Mình tạo mới một cái màu nhá. Đấy. Thì khi đấy thì nó nhiều hơn. Ví dụ chúng ta có thể trả lời kèm hình ảnh này, văn bản và video này. Đó. Và chúng ta video ở đây thì chúng ta làm ngắn thôi nhá. Ở đây là tối thiểu 25 MB thôi. Ví dụ mình chọn video này. Mình sợ mình hôm bữa mình xóa hết video rồi. Ở đây thì không có video ngắn nữa. Ok, đại ý là chúng ta có thể làm cả video cả hình ảnh. Đấy, ví dụ vậy, khi mà khách hàng kích vào chẳng hạn thì nó sẽ ra được như thế này chẳng hạn. Ok, đây, sản phẩm XYZ gì đấy, Z chẳng hạn. Ok, ví dụ vậy đúng không? Đó, thì ở đây nó nội dung tương tự. Và ở đây là cái câu trả lời này, chúng ta muốn này, ví dụ chúng ta muốn nhiều câu trả lời này như lúc này thôi. Đấy, bạn cần hỗ trợ chẳng hạn, xem chi tiết sản phẩm chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ nhìn này, đấy, nó sẽ có cái hình ngang ở chỗ này này. À, giờ mình sẽ thử trước nha. Đấy, ở đây hệ thống này nó cho phép chúng ta xem thử luôn. Rồi, thử này. Đây là khách hàng này. Đấy. Sau đó là khách hàng nó sẽ ấn vào là tôi muốn tìm hiểu thêm. Đấy, thì như vậy thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu chat trả lời cho khách hàng ABC, XYZ gì đấy. Đấy, đó là cái cấp cơ bản. Còn nếu như mà chúng ta làm một cái cấp nó cao hơn nữa thì đó là chúng ta sẽ kết nối với bot. Ví dụ như là khi mà chúng ta ấn là tôi muốn tìm hiểu thêm chẳng hạn, được chưa, thì tôi có thể soạn một cái kịch bản trước cho bot. Ví dụ như là kết nối blog name chẳng hạn. Cái này thì nó phải sử dụng chatbot nhá, và chúng ta có một cái mình có một khóa học chatbot ở trên Unica, và nếu như học viên thì mình sẽ có cái mã giảm giá đặc biệt cho mọi người. Mọi người có thể inbox để lấy cái mã giảm giá đấy. Nhập ít nhất là 50% cho học viên cũ nhá.
Ở đây ví dụ chẳng hạn mình có cái blog là lịch cương bích chẳng hạn. Ok, mình sẽ ví dụ cái này cho mọi người nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ hoàn tất này. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử nhá. Mình chạy thử này. Đây. Đấy thì khi mình ấn vào tìm hiểu thêm này. Đấy thì mọi người thấy nó chạy ra một loạt không? Theo kịch bản không? Đấy thì cái này nó phải có chatbot. Thì cái này thì mình cũng có một cái chatbot. Mọi người có thể lên YouTube của mình nhé. Mọi người gõ chatbot Cương Bích á, thì mình có rất nhiều video mà hướng dẫn về chatbot rồi. Thì mình làm SEO không có tốt đấy, chúng ta có thể học cái bài này. Thì mọi người sẽ tích hợp được cái chatbot vào fanpage và nó có thể ứng dụng cho quảng cáo được. Đấy. Và mọi người nhớ nhé, nếu mà mọi người kết nối chatbot á thì mọi người nhớ đánh cái lệnh là block. Cái này như mình gõ, mọi người xem lại video nhé, block cách name, block name cách hai chấm đấy, tên cái block. Ok. Còn lưu ý là để quảng cáo Messenger hiệu quả thì chúng ta hãy tập trung cho cái chuyện quảng cáo trên Messenger thôi. Thì là tốt nhất chúng ta đừng có chạy cả Messenger khi chúng ta thiết kế nội dung á. Thì rất là khó đọc, ví dụ mọi người thấy là cái bảng tin ở trên Messenger thế này mà nó rất là nhỏ nó cơ. Thì rất là khó đọc, ví dụ những cái chữ này mọi người thấy nó bị mất hết này. Không có nên. Ok, thì đó là cái video chia sẻ về cái quảng cáo Messenger của mình. Ở đây thì mình có cái gọi là định dạng thì chúng ta lưu ý chúng ta nên ưu tiên video. Yeah. Và nên là kết hợp với chatbot để nó hiển thị ra nhiều hình ảnh hơn, nhiều video hơn cho khách hàng thấy. Ví dụ khách hàng tò mò, khách hàng kích vào sản phẩm đấy thì nó sẽ bung ra. Và nếu chúng ta có chatbot nữa thì mọi người lại chăm sóc được một chuỗi phía sau nữa chẳng hạn. Đấy. Ok. Chúc mọi người thành công. Hẹn mọi người ở cái video tiếp theo.